Hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe Lexus, hay còn gọi là một chiếc xe Lexus các bác nhé. Các bác nhìn logo này, biển Sài Gòn. Và điều đặc biệt là chiếc Lexus này của em Hương đã được sản xuất vào năm 2005, số tự động đẹp và là bản nhập khẩu. Em này thì có thể vừa dùng xăng, vừa dùng điện, với lớp sơn màu trắng, 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, một phân khúc khác, đẳng cấp khác các bác nhé. Số tự động và bản nhập khẩu nhé. Và điều đặc biệt là em này có thể vừa dùng xăng, vừa dùng điện các bác ạ. Xe đẳng cấp luôn, 5 chỗ ngồi gầm cao, form dáng đẹp luôn này. Đèn bi sắt lông này. Nói chung con này thì nó chỉ là về động cơ option của nó nhiều. Mà đặc biệt là nó ăn tiền ở cái logo các bác này. Nhìn cái logo này các bác sẽ liên tưởng ngay đến những người doanh nhân thành đạt, hay những người có một cái tầng thu nhập kinh tế nó cao hơn một chút, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì Lexus của em Hương chỉ với giá là 595 triệu, chỉ ngang ngửa với một chiếc xe Xpander thôi là các bác có thể sở hữu được ngay một chiếc xe Lexus rồi. Đèn bi sắt lông đầy đủ cho em nhé. Cam kết máy số đẹp luôn và không đâm xô, không ngập nước. Dòng xe thả tiền tỷ này mà đâm xô ngập nước là không bao giờ em làm. Từ những cái dòng xe 70 triệu, 80 triệu em đã kén rồi, là không đâm xô ngập nước em mới làm. Nên những dòng xe là bác cứ yên tâm thôi ạ. Gương kính này cụp chỉnh cho em này, xin nha, tích hợp trên gương rồi. Ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện. Và điều đặc biệt là các bác nhé, đây ạ, cầm chìa khóa nha, em sẽ cầm chìa khóa, em sẽ quay này. Các bác nhìn vô lăng đấy, bác có gì đây không ạ? Cắm chìa khóa một phát là vô lăng nó sẽ tự, đó, tự hạ lên, tự hạ, tự lưng hạ được vô lăng luôn, là cắm chìa khóa vào thôi. Đấy, vô lăng nó đã khác rồi. Rút chìa khóa ra, vô lăng tự lên. Và em này các bác nhìn thấy không? Rất là sành điệu luôn. Vô lăng có thể gật gù theo mình, khi các bác đi ra thì vô lăng nó sẽ lưng lên để cái đầu gối của mình này, chân của mình đi ra thoải mái. Nhưng khi mà cắm chìa khóa vào thì vô lăng nó sẽ về đúng vị trí ban đầu để phù hợp với cái tầm tay lái của mình. Rút chìa khóa ra nó sẽ tự động đi lên. Đó, rất là xịn xò luôn. Một chiếc xe Lexus với nhiều công nghệ đồ chơi option. Có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em này, sấy sưởi ghế này, ghế trái và ghế phải này. Điều hòa tất nhiên phải là auto tự động rồi, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, những dòng xe cỏ còn có đây là hàng sang tất nhiên phải có rồi. Số tự động đẹp, màn hình giải trí nhá. Và điều đặc biệt là chiếc này các bác này, các bác chỉ cần cắm chìa khóa vào như thế này thôi là vô lăng như thế rồi, nhưng các bác chỉ cần vặn chìa khóa thôi đấy là gương kính sẽ tự động cụp chỉnh cho mình. Sẽ quay nhé. Và khi các bác cắm chìa khóa rồi thì xe nó sẽ tự động chuyển này. Đầu tiên sẽ là pin nạp và năng lượng vào bốn bánh này, xong là xe nó sẽ tự động nổ máy cho mình. Xe nó êm đến lỗi mà không có một tiếng động luôn các bác ạ. Xe đấy, đấy đang bắt đầu nổ máy rồi đấy ạ. Giờ chỉ cần việc vào số là đi luôn thôi các bác. Chỉ cần việc vào số là đi luôn thôi. Phanh tay của em nó thì thiết kế giống như dòng xe Mẹt, phanh tay sẽ nằm ở đây, đây là cái phanh chân của em nó đây này. Dẫn vào đây phát là thay thế phanh tay luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này hỗ trợ trơn trượt cho em. Các bác nhìn xe này, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Vặn một vòng thôi, bình thường các bác phải vặn như thế này, vặn hết cỡ này nó sẽ đòi đè lổ lên đúng không ạ? Như đây chỉ cần vặn một cái thôi, bỏ tay ra, 2 giây sau xe tự tự lổ cho mình. Bây giờ xe đang lổ rồi đây. Và đây các bác nhá, chuyển động này từ pin sạc pin này, lạp pin ở đây xong chuyển động đến bốn bánh nhá. Đây là dòng xe đặc biệt của Lexus đây ạ. Rút chìa khóa ra, gương kính tự động gục vào luôn. Và rút chìa khóa ra nữa thì là sẽ tự hạ vô lăng xuống cho mình nhé các bác nhé. Xe cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất lượng cho em. Ghế lái này, ghế phụ đều có nhớ vị trí cho em ạ. Ngoại hình thì cực kỳ sang trọng luôn. Gương kính thì auto tự động cho em rồi. Một dàn lốp dày dặn này. Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản Lexus gốc Sài Gòn xịn sò của một bác đại gia Sài Gòn đây ạ. Giá bây giờ chưa đến 600 triệu là các bác sở hữu Lexus rồi. Logo Lexus biển Sài Gòn các bác nhé. Tất cả dùng phím mở một chạm hết. Khoang cốp ấn một nút nhỏ như này thôi. Các bác nhìn này, đi từ xa đấy, khoang cốp sẽ tự động mở lên cho mình. Một đôi thụt nhẹ nhàng dùng điện rất là xịn xò luôn đấy các bác ạ. Mở cốp này, ấn một phím mở một chạm thôi là sẽ tự động mở cốp lên, không phải lưng dùng sức lên như những dòng xe khác đâu. Và khi các bác hạ cốp xuống thì sẽ dùng luôn bằng một cái phím bấm này. Nhưng đợi em nói qua về một chút về bên trong chiếc cốp này rồi em sẽ nói cho mình nhé. Đây các bác này, ốc nhái này chưa hề bị vặn mở luôn. Cam kết zin đẹp cho mình, cam hành trình và cam lùi có rồi. Máng nước hai bên cực kỳ sạch đẹp, không đâm xô và không ngập nước, máng nước xịn xò luôn. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao phân khúc hạng sang. Cam kết luôn cho mình đẹp luôn nhá. Kể cả cái thảm chống nóng giảm nhiệt này, kể cả những cái sticker này, keo chỉ zin toàn bộ lắp cabo cũng như lắp cốp. Khoang hành lý của lắp cốp đây, khoang hành lý của phía sau
rất là rộng rãi luôn. Các bác nhìn cho em ạ, giống như một cái chiếc giường giường một đấy ạ, giường đột gọi là giường gì ạ? Giường đơn, giống như một cái chiếc giường đơn. Nếu như bác nào mà có không may bật lóc nhà nhà mình mà không được ngủ ở trong nhà, ra về hè ra sofa ngủ, các bác ơi nên Lexus ngủ cho em đấy ạ. Không khác gì một cái giường, có đầy đủ tiện nghi cho em, có đèn này, có điều hòa này, có cổng sạc 12V đầy đủ đây. Thế này mà bà xã mà có lóng mắt lên, mà có ngứa mắt, mà có đuổi mình ra thì vẫn còn chỗ để trú các bác nhá. Vẫn còn chỗ để trú luôn. Dụng cụ tăng kích nốt còn nguyên và đầy đủ cho em đây ạ. Và khi các bác đóng cốp nhá, điều đặc biệt khi đóng cốp này, phím mở một chạm thì cốp này bấm một phát thôi. Đó, em đứng xa ra các bác nhìn thấy không? Đó, khoang cốp sẽ tự động hạ xuống một cách nhẹ nhàng uyển chuyển như thế này. Một cái chiếc xe mà hội tụ hoàn toàn công nghệ đời cao và option ở đây nhá. Lexus đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao, một chiếc xe quá đáng, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Một dàn lốp Michelin cực kỳ dày dặn. Phanh ABS chống bó cứng cho em, gầm bẹ đây, siêu sắc led luôn. Siêu sắc led, siêu xịn xò luôn ạ. Ồ, quá là xuất sắc luôn. Nói chung là em khen em này hết nước luôn. Vì thật sự là một chiếc xe quá là đẳng cấp luôn các bác nhé, quá là đẳng cấp luôn. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em đẹp luôn. Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ cũng chỉnh điện cho em, gỉ chỉnh 8 hướng này, tất cả những cái thông số này, móc khóa của xe này, tất cả đều dùng phím mở một chạm này, mở cốp này, mở cốp trước này, để đồ vào đây, đóng này, đấn vào đây, đó. Điều hòa auto tự động sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế, ghế trái, ghế phải đầy đủ cho em. Là vô lăng thì gật gù, khi các bác cắm chìa khóa vào, vô lăng sẽ hạ xuống cho mình lái, còn khi rút chìa khóa ra thì nó lại lưng lên để cho mình bước ra cho thoải mái chân cho mình nhé. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ, thật sự là siêu xuất sắc và siêu xịn xò luôn. Vừa rồi thì em Hương đã quay về ngoại thất của xe rồi. Bây giờ em sẽ quay chi tiết về máy móc của xe nhé. Để các bác ơi, các bác nào có biết xem xe hay không biết xem xe thì có thể qua video của em xem được tình trạng của xe, hoặc là muốn xem xe mà không yên tâm thì có thể dẫn thợ đến bên em các bác nhé. Còn đây sẽ là bên trong khoang động cơ máy móc của Lexus. Nói chung là em này trong phong cách là hướng nội, nên là em lấy được bao bọc hết toàn bộ vào những cái nhựa như thế này, ốp hết bên trong rồi. Nhưng em sẽ cố gắng quay làm sao để các bác nhìn được hết bên trong khoang động cơ máy móc của Lexus này. Lắp capo sẽ khác hoàn toàn những dòng xe khác này. Một đôi thụt nhẹ nhàng này, chỉ các bác mở lên phát ấn lắp capo nó sẽ lẩy lên nhảy luôn. Keo chỉ zin toàn bộ máng nước hai bên này. Quay chi tiết các bác nhé, rất là chi tiết luôn. Thảm chống nóng giảm nhiệt cũng còn nguyên cho em. Máy của Lexus thì các bác ơi chẳng nhìn thấy cái gì cả, vì em nó còn nguyên bản, đóng thùng ốp vào như thế này rất là khó nhìn. Nhưng mà em sẽ quay chi tiết cho các bác, vì các bác nào mà biết về xe một chút thôi là nhìn qua video của em Lê Hương là có thể nhìn ra được ngay chất lượng của xe rồi. Đóng cửa này, này đóng xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Một chiếc xe Lexus 2005 số tự động bản nhập khẩu, em Hương đang chờ bán với giá là 595 triệu. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Một dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao siêu đẳng cấp luôn. Giá trên em sẽ bao rút hồ sơ cũng như là em sẽ để lộc lá thêm cho mình. Bác nào quan tâm thì đến với em. Địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Lexus 2005 số tự động bản nhập khẩu ạ.